Hello hello, rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi trưa hôm nay mình đang có mặt tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà dạng như biệt thự. Ở đây mình có thể vừa ở vừa mở xưởng, mở công ty. Phía trước là căn nhà lợp ngói này, có tổng diện tích là 273 m². Đây là căn nhà nhé. Tổng diện tích là 273 m², thổ cư 115 m. Chiều ngang của căn nhà này là 8 m rưỡi, chiều sâu là 38 m, có hướng chính bắc. Nhà lợp ngói này, lúc trước chủ nhà xây biệt thự này để vừa ở vừa mở xưởng. Căn nhà này chủ nhà có hoàn công đầy đủ nhá, xây một trệt một lầu, hoàn công đầy đủ. Công năng sử dụng gồm gara xe hơi mênh mông, mình làm xưởng được. Ở trong mình có thêm 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh rộng rãi và có phòng giặt, phòng thờ, có sân thượng phía trước cực rộng. Đây là căn nhà, góc hai mặt tiền, em giới thiệu cho quý vị này. Góc hai mặt tiền nhé. Đường bên hông này rộng 4 m, đường trước nhà rộng 6 m rưỡi đến 7 m. Lúc trước chủ nhà thiết kế để vừa ở vừa mở xưởng làm ở đây, do nhu cầu chuyển đổi công việc bây giờ chủ nhà chuyển xuống Sài Gòn, muốn nhường lại căn nhà tâm huyết cho quý vị mình. Căn nhà mới được xây tầm khoảng 1 năm thôi nhá. Nhà có hoàn công đầy đủ này, phía trên lợp ngói rất là mát nhá. View sân ngoài đây chủ nhà lợp tôn hết để mình vừa ở vừa sản xuất ở đây. Con đường phía trước này, đường rộng 7 m, thông từ bên đường DT743 lối bên vòng xoay An Phú thông sang đường liên huyện. Quý vị mua về đây có thể vừa ở vừa sản xuất ở đây được nha. Đây là cổng trước của căn nhà mình. Cổng này thì có hai lối đi, bên đây cổng chính để mình chạy ô tô, xe hơi vào. Ở đây mình cổng cao này mình có thể chạy xe tải được nha. Bên hông này mình chạy xe Honda này. Ngang 8 m rưỡi, chiều sâu 38 m, tổng là 273 m, thổ cư 115 m, nhà xây trệt lầu, có hoàn công đầy đủ, nhà hướng bắc. Đường phía trước này rộng tầm 7 m nhé. Bây giờ mời quý vị mình vào trong để tham quan căn nhà, do chủ nhà đã xuống Sài Gòn ở rồi một vài tháng rồi nên ở đây không ở tới nên là hơi bụi. Nhà rất là đẹp, view sản xuất nhá, ở đây làm xưởng sản xuất này, rất là ok. Quý anh chị nào có nhu cầu đi xem mua ở về sản xuất hoặc làm văn phòng công ty thì liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255, hẹn gặp em ngay vòng xoay An Phú hoặc chợ Đông Đô, em sẽ dẫn vào xem nhé. View sân sản xuất rất là rộng, lúc trước chủ nhà có sản xuất ở đây. Nhà thiết kế hình chữ L đây nhá. View bên hông này mình thể để được 3 chiếc xe hơi ở đây. Còn phía trước đây, phía trước chủ nhà để chiều dài sân này tầm khoảng 15 m, chiều dài và chiều sâu là 8 m rưỡi rồi. Nhà này nở hậu hơn 9 m. Xưởng nhé. Nhà mới được xây dựng tầm 1 năm trời. Bây giờ em sẽ vào trong review kỹ cho quý vị mình xem này. Đây là không gian phòng khách của căn nhà mình. Phòng khách rất là rộng nha. Chủ nhà để phòng khách này chiều ngang tầm khoảng 6 m rưỡi, chiều sâu để tầm khoảng 9 đến 10 m. Phòng khách rộng mênh mông. Sàn này được chủ nhà lót gỗ này. View bàn làm việc ở đây nhé. Phía trên là hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng ở đây. Phòng khách thì có cửa sổ bên hông này. Giá cho căn nhà này cực rẻ luôn, 5 tỷ 500 triệu đồng cho diện tích 273 m², nhà có hoàn công đầy đủ. Anh chị đầu tư nào đang có nhu cầu hãy liên hệ nhanh với em Sơn
để sở hữu ngay căn nhà này nhé. Giá chỉ có 5 tỷ rưỡi thôi, giá này chủ nhà vẫn còn bớt nhé. Trong đây là khu vực nấu ăn này, ở đây có khu vực nấu ăn rộng rãi và có hai phòng ngủ ở dưới. Bên đây có lối đi ở ngoài bên hông vào này. Và đây là phòng ngủ ở dưới. Dưới mình có hai phòng ngủ, đều có hai phòng vệ sinh riêng luôn nhé. Do chủ nhà không ở tới này, phòng rất là rộng nha. Phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn. Nhà này gồm 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ. Nhà này như là một biệt thự nhé, không kém một xíu nào. Đây phòng ngủ thứ hai ở tầng trệt, có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng luôn này. Do chủ nhà chuyển xuống Sài Gòn ở, muốn nhường lại căn biệt thự này cho quý vị. Mình vừa ở vừa sản xuất, view rất là rộng, ngang 8,5 m, chiều dài 38 m. Giá chỉ có 5 tỷ rưỡi. Anh chị đầu tư nào đang có tầm tiền, muốn đầu tư tầm trên 5 tỷ, hãy liên hệ ngay với em Sơn để sở hữu căn nhà này. Hãy liên hệ ngay khi nhà đang còn. Cầu thang được chủ nhà làm đá đen kim sa rất là đẹp, tay vịn gỗ gõ đỏ và kiến cường lực rất là chắc chắn. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình xem và tham khảo nhé. Quý vị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ngay vòng xoay An Phú. Alo cho em sẽ dẫn vào xem. Phòng ngủ này rộng tầm trên 50 m². Bàn trang điểm này, cửa sổ bên hông, máy lạnh, một dàn tủ áo 5 cánh. Rất là hoành tráng nhá. Ở bên đây có hai giường đôi luôn. Chủ nhà để lại một số nội thất nếu quý vị mình thích. Phòng này có tới hai máy lạnh luôn nhá. Phòng rất rộng, hai máy lạnh. Bàn làm việc. Tủ áo này. Nhà này có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng, 4 phòng đều có phòng vệ sinh riêng. Như phòng này có phòng vệ sinh cực rộng này. Phòng vệ sinh này tầm khoảng 5 m². Rất là hoành tráng nhé. Nội thất cơ bản rất ok. Cầu thang này. Quý vị đi xem, hãy liên hệ ngay với em Sơn, số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ở vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn vào xem nhé. Nhà này cách vòng xoay An Phú chỉ đâu đó tầm khoảng 2 km thôi nhé. Giá đầu tư, đây là phòng ngủ thứ tư của căn nhà. Phòng ngủ nào cũng rộng tầm trên 20 m² hết, đều có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Sàn trên đây được chủ nhà lót gỗ luôn nhé. Một căn nhà rất là chắc chắn, được chủ nhà xây hoàn công đầy đủ rồi. Phía trước là sân thượng trước rất là rộng này. Sân thượng rộng mênh mông luôn. View sản xuất nhé. Đường thông buôn bán hiện tại là đang là đường cấp 4 thôi. Bên đây nhà ở đầy đủ hết. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.